Rồi, xin chào quý anh chị và các bạn trở lại với chuyên ở Hùng Xe Hơi. Trong tháng 4 tới, một tháng rất khó khăn của những anh em bán xe Ford, khi lượng xe hiện nay sẽ khá là khan và đa phần các mẫu xe cũng đã có mức khuyến mại rồi. Chúc mừng bác nào mua xe tháng 2 và tháng 3 nhé, khuyến mại quá ưu đãi luôn. Trong tháng 4 tới thì một loạt những mẫu xe sẽ có thay đổi về giá. Em xin phép cập nhật những cái mẫu xe như Everest tại thời điểm này. Phiên bản một cầu Titanium giá niêm yết 1.181.000 đồng, phiên bản ăn khách nhất đấy. Mức giá bán hiện nay đang dao động từ 50 đến 60 triệu đồng giảm giá tiền mặt, tặng kèm một gói phụ kiện trị giá 10 triệu đồng theo xe. Mức giá này thay đổi linh hoạt khá là nhiều vì còn từng đại lý, tùy từng đại lý chúng ta còn lượng xe nhất định và màu xe nhất định. Đó, khan hơn thời điểm trước khá là nhiều rồi, mức ưu đãi cũng đã tăng lên 10-15 triệu so với tháng 2 và tháng 3. 1.181.000 đồng, chúng ta giảm tối đa được khoảng 60 triệu đi, tặng kèm thêm một tí phụ kiện nữa. Đấy, mức giá lăn bánh vẫn ngoài tỷ 2 một chút nhé. Phiên bản cao cấp nhất Everest 2 cầu, mức giá hiện nay chúng ta sẽ giảm nhỉnh hơn một chút so với phiên bản 1 cầu, dao động từ khoảng 65 đến 70 triệu đồng cho những xe sản xuất Vin 2021 nhé. Với những xe Vin 2020, bên em còn một số màu nhất định và lượng xe không còn quá nhiều, tuy nhiên mức ưu đãi có thể lên đến ngoài 100 triệu đồng. Quý anh chị quan tâm vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua line đính kèm trên màn hình, 1.399.000 đồng, và chúng ta bớt dao động từ 60 đến 70 triệu đồng tiền mặt và phụ kiện theo xe. Cuối cùng là Ever Sport 1.112.000 đồng, mức giá cũng đã co hơn một chút rồi, khuyến mại dao động từ 30 đến 40 triệu đồng và có tặng kèm phụ kiện theo xe. Chương trình khuyến mại, giá lăn bánh hay phụ kiện tặng kèm thay đổi rất linh hoạt theo từng thời điểm. Chi tiết từng sản phẩm, đánh giá công nghệ hay tư vấn, anh chị quan tâm thiện chí mua xe thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em hoặc có thể comment ở bình luận phía dưới, em sẽ giải đáp và cũng như tư vấn hoàn toàn miễn phí, giúp anh chị nhận được xe ưng ý nhất theo cái nhu cầu của mình. Video nhanh cập nhật giá xe Everest tại thời điểm tháng 4 2020 tới đây. Có thể cũng còn rất nhiều video về xe cũ hay cập nhật tuần sau chẳng hạn. Quý anh chị vui lòng ấn subscribe và nhận chuông thông báo để cập nhật giá xe mới nhất theo thời điểm. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.